Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh YouTube. Thì trong cái video mới ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục lên án cái thằng thám tử ha, thám tử Cầu đó. Thì trước khi mà lên án thằng này thì em cũng có lời khuyên, khuyên nhủ đến này đó là nên đi gọi là trả tiền lại cho chị Loan đi nha. Tụi bay chửi người ta vô ơn mà, tụi bay nên gọi là đi trả tiền lại đi không. Cái số tiền mà mình kiếm được trong cái thời gian qua khi mà mình đu bám vào chị Loan đó thì mình nên gọi là đi sao kê đi, đi trả lại hết đi đó. Chứ bây giờ mình chửi người ta vô ơn rồi mà bây giờ mình cứ lên mình lấy cái đồng tiền đó mình xài, mình thấy mình nhục không? Nhục không? Nhục chứ hả, đúng không cô chú anh chị? Mình chửi người ta vô ơn mà mình nhờ cái đồng tiền vô ơn đó để mình xài thì mình nhục không? Nhục chứ. Misun cũng như là thám tử nên đi trả lại đi ha. Đó, video nào cũng nhắc nhắc chừng nào tụi nó trả thôi, đúng được không cô chú anh chị? Ai cảm thấy được thì cho xin một like, một bình luận phía dưới đi nha. Đó, để em nhắc, để em nhớ, để em nhắc tụi nó của chú anh chị. Đó. Rồi sao rồi? Mày chốt kèo với chị Ni sao rồi thám tử hả? Mày đừng có để sau này người ta gọi mày là thằng mòm, thằng mõm, thấy không? Mày dám nói mà mày không dám chơi, đúng không? Nói được thì chơi được, đúng không? Đã mình ra kèo mà, mình chốt kèo 100 triệu gì cho người nghèo gì tùm lum mà người ta chơi mày luôn cả tài sản kìa. Người ta không muốn lấy 100 triệu mày để làm gì? Đó, người ta không có gọi là đánh vào kinh tế của mày, người ta chỉ muốn mày là cấm xuất hiện trên mạng xã hội luôn, bởi vì mày nói dốc, nói tục, nói phét, hiểu không? Nói dốc, nói phét đó, dẫn dắt dư luận, dẫn dắt những người thiểu năng. Khán giả của mày là toàn là cái đám thiểu năng không à đó, nên nó không có nhận thức ra được đâu đúng đâu sai, đâu là chân lý, đâu là chân tường đó. Ngày hôm nay thì cũng ngày lễ của chú anh chị, chắc mọi người cũng nghỉ lễ đúng không? Thì cũng chúc mọi người một mùa lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, người thân của mình nha. Và nhớ nghe em hàng ngày để em lên em dạy dỗ thằng thám tử này nha cô chú anh chị. Và cái bộ ba tâm sơn này, đó không? Thì sau khi mà một thời gian gọi là cũng im hơi lặng tiếng thì bà Thái Dương ha cũng lên và đặt trời, tôi trách thám tử nha, tại sao lúc đứa thám tử chính bỏ là 10, là 10 cái gì bà ơi, thằng này là 10 cái gì nghe nó trời. Nhưng mà quên của chú chị nói với bà một phe mà không bên nhau thì bên ai giờ, không chơi chung nhau thì chơi chung ai giờ, cái bộ ba tâm sơn nó giờ đây chứ chung ai được đâu đó, bắt buộc tụi nó phải tìm đến nhau đó, tìm đến nhau nha. Thì ở đây thì có một cái bài cũng mới, rất là mới, nói về tên thám tử nè, cô chú anh chị cùng nghe nha cô chú anh chị. Sau khi điều tra xác nhận thám tử Cao quay xe hợp tác với Đôn Lằng và Hồ Tiền, không phải mới đây mà từ khi thám tử Cao có thông tin đờn guitar phạm tội hấp diêm, chứng cứ đầy đủ 100%, mời anh thám tử Cao vào đối chất. Đôn Lằng đưa thông tin cho thám tử Cao vừa đẩy được đờn guitar ra khỏi tem nghèo và vô bụng, vừa lập công lớn cho phe Hồng Loan, tạo sự tin tưởng cho fan Hồng Loan cũng như Ni, sau đó gài luật sư Kha vào. Trước đó thám tử Cao cũng được chú ý gì đâu, đúng là một mũi tên bắn chết được hai con nhạn. Tụi bay hợp tác từ lâu rồi, chỉ đợi thời cơ đổ tội cho Loan vô ơn để tụi bay quay xe, đủ thâm độc ác chưa các bạn? Các bạn để ý tại sao con Hồ Tiền rút im không một tiếng gió, là vì nó đã hợp tác với thám tử Cao, chờ cơ hội thôi. Ý tôi muốn nói là tụi bay có chứng cứ gì thì cũng có từ lâu rồi bày đặt hù dọa, chả ai bị công an chi nã mà chạy xe ô tô lai hai ngày khác nhau. Nếu chị Ni bị cấm nhập cảnh Mã Lai thì hẹn chồng con sang Úc gặp nhau cũng được, chả việc gì phải ở Mã Lai. Mọi người an tâm tin tưởng Ni nhé. Đó, đây là một cái bài gọi là thêm một cái cú tát vào cái thẳng cái mặt của thám tử này nữa cô chú anh chị. Phải nói là rất là nhiều cái câu chuyện mà xung quanh cái việc mà tên thám tử này lên vu khống chị Ni cũng như là chị Sun ha. Hai người này là liên tục là nói về cái vấn đề mà gia thế cũng như là cái câu chuyện của chị Ni đó, về cái kinh tế, về cái gia đình, về cái công việc, về nhà ở, tụi nó rất là quan tâm về vấn đề này. Nhưng mà tại sao khi mà đã quan tâm đến như vậy mà chị Ni lại ra một cái kèo có liên quan đến như vậy, mà tại sao tụi nó không dám làm của chị vậy, không dám chơi? Tại vì những cái bằng chứng mà thằng thám tử nó tung ra từ cái miệng nó đó là chưa có thật nha cô chú chị, là không có, nó không có nắm giữ được cái gì đâu. Đó, thì không biết là cái ngày hôm qua tụi nó có xem được cái buổi gọi là diễn của chị Loan tại Tây Ninh chưa. Đó, phải nói là một buổi diễn khá là thành công nha cô chú anh chị. Đi tới đâu khán giả yêu mến tới đó.
đó, đi tới đâu khán giả gọi là yêu thương, tặng tiền, tặng quà, tặng bông, tặng hoa, tặng gấu bông rất là nhiều đó. Phải nói là một đêm nhạc khá thành công của chị Loan, thì hy vọng là chị Loan sẽ tiếp tục vững tin vào những người đang ủng hộ mình, mà chị cứ tập trung lo cho cái con đường kinh doanh và ca hát của chị thôi. Còn những thằng thần mà cặn bã đang cắn càng chị đó, đang vu khống chị đó, đó là để cho tụi em, để tụi em dẹp cho đó. Chị cứ phát triển cái con đường sự nghiệp của chị để cho tụi nó tức chơi, đừng có gọi là nghe nó để làm gì chị, mất thời gian lắm đó. Thời gian đó để chị tập trung vào cái việc kinh doanh của mình. Thì sắp tới đây thì chị cũng chuẩn bị khai trương cái shop mới đó mọi người. Đó, vào 30 tháng 4 này sẽ đi hát tại Trống Đồng cũng như là Bình Dương đó, hai show liên tục. Đó, bọn ve lại chào máu nữa, bọn thám tử lại tức nữa. Nhưng mà làm gì bây giờ? Đó, bài mưu tính kế trước cái ngày người ta đi hát của chúng chị. Nó tung cái thông tin ra là đã tìm được cha mẹ của Hồng Loan. Đó, của chúng chị thấy ghê chưa? Đó, hãm hại người ta nhưng mà hại sao được? Đã người ta nói rồi, sống ở đời có sức, có đức mặc sức mà ăn. Đó, không thấy bé ve bây giờ thấy tội chưa? Một giọng hát đó được chú Vũ Linh truyền cho những cái gọi là cái cách để biểu diễn hay nhất có thể, cái giọng hát mình trao chút cái giọng hát cho bé ve. Nhưng vì cái lòng tham vô đáy vô tận của mọi mẹ con bé ve mà bây giờ bé ve lại đi hát đình hát miễu, nhận gọi là gạo nhận muối chứ đâu có nhận tiền, nhận gấu bông giống chị Loan đâu. Đó, chú anh chị thấy chưa? Sống ở đời của chú anh chị cái gì cái không qua được cái đạo đức của con người. Đó, đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật hay đạo Hồi gì đó cũng không qua được cái đạo đức cả. Đạo đức là trên hết nha. Đó, sống ở đời phải có đạo đức đi thám tử à. Mày sống sau này mà mày có đạo đức á, mặc sức mà ăn. Còn mày sống mà không có đạo đức á thì thôi, sau này cuộc sống mày nó khổ lắm, con cái mày sau này nó khổ nữa. Đó, sống có đức một cái đi ha. Cái gì có thì mình nói, cái gì có thì mình chia sẻ cho nó đúng. Đừng có gọi là dẫn dắt những cái khán giả mà cũng bị thiểu năng. Thì thiểu năng gì, trí tệ của chúng chị. Ai nói gì nghe đó à, chứ thật sự là tụi nó không có biết gọi là suy nghĩ à đúng ai sai trong câu chuyện này. Đó, chị Ni đã cố chứng minh đến cái mức đó độ đó rồi, nhưng mà cũng có nhiều thành phần ngu dốt vào nói là ở Mã Lai có tiền thì muốn cái gì cũng được. Ủa, tụi mày nói chị Ni nghèo mà, tụi mình mày nói chị Ni gì đại gia dởm mà bây giờ chuyển qua cái đó tụi nó là nói là có tiền làm gì cũng được. Ủa, tụi bay chê người ta nghèo, chê người ta đại gia dỏm, mà bây giờ tụi bay nói người ta có tiền là sao? Ni không có tiền đâu. Đừng có khen chị Ni mà chị Ni ngại lắm, không có tiền đâu ha, bả không có tiền gì đó, bả nghèo lắm đó. Bả nghèo lắm đó, tụi bay đừng có chê bả đó. Cái gì tụi nó cũng suy nghĩ ra, tụi nó nói được chân của chúng chị. Phải nói là những cái lưỡi không xương thì nhiều đường lắt léo, nhưng mà cái câu chuyện ở đây thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, chị Ni đã chứng minh rồi đó. Bây giờ là tụi nó cá cược là lụm thôi đó, nhưng mà tụi nó không dám cá. Tại sao? Nắm trong tay đủ bằng chứng, đủ chứng cứ mà tại sao không dám cá cược? Sợ vi phạm pháp luật hay gì? Không ai, cái này mình cá cược, mình cá chỉ gọi là cũng chơi thôi, trên mạng thôi mà, đâu có liên quan gì tới gọi là mình cá bằng tiền 100 triệu ra bỏ cá cược đó đâu. Không phải, cái này không liên quan tới pháp luật. Đừng có lo pháp luật vô câu chuyện này để gọi là lấp liếm, để gọi là bảo biện cho cái sự sợ sệt của mình đó. Tên thám tử này phải trả giá cho những gì mà nó vu khống người khác rồi đó. Bây giờ mày tung cái bằng chứng, mày tìm được cha mẹ của chị Loan đi đó. Ngày xưa cũng vậy cô chú anh chị, ngày xưa không biết là mọi người có nhớ không, ngày xưa khi mà thằng thám tử này nó đã gọi là tung một cái thông tin cho rằng nó đã tìm được cha mẹ của Lê Thanh Minh Tùng, à một cái người cũng thiện am đó, tìm được cha mẹ của Lê Thanh Minh Tùng mà mãi tận đến mấy năm sau đến bây giờ luôn vẫn chưa thấy. Đúng như cái kịch bản một nhưng mà nó diễn đi diễn lại nhiều lần thôi đó. Nhưng mà mọi người không để ý đó. Còn những anh em khác đã theo dõi nó và đã theo dõi câu chuyện này nên người ta rất là hiểu nha, rất là am hiểu, rất là tường tận cái câu chuyện mà của tụi nó đang làm đó nghe cô chú anh chị. Nên là một lần nữa thì chúng ta phải cẩn trọng đó, trước những cái thông tin của con thám tử này nó đưa ra đó, không toàn là vô không bị đặt. Hở mở miệng ra là như Trang Vina là mở miệng ra là tôi đang nắm trong tay bằng chứng gọi là chính xác 100%, 200% gì đó. Bằng chứng, nói chung là bằng chứng của tôi nhiều lắm, nhưng mà không thấy đứa nào đưa ra được một cái bằng chứng nào chứ. Ngồi ở nhà không làm gì có bằng chứng của chú anh chị đó, không cơ quan chức năng, cả cơ quan chức năng đi, thí dụ đi phá một vụ án gì đó, người ta cũng cử rất là nhiều người để đi tìm thu thập bằng chứng. Còn này tụi nó ngồi trên mạng không thu thập bằng chứng ở đâu ra, bằng chứng nào mới trôi trên mạng gì hả? Bằng chứng nào đi vào những cái trang
trang cá nhân của người ta, đi lục ra cái tin nhắn, lục ra cái dòng trạng thái này, dòng trạng thái kia, rồi ngồi ở đó suy luận ra, à cho đó là bằng chứng. Đó, cái đó là cái bệnh hoạn. Không, cái đó là cái bệnh hoạn nghề nghiệp, chứ không phải là một cái bằng chứng gì. Cái điều đó không có chứng minh được gì cả. Nó không quan trọng trong cái câu chuyện đó, nó xảy ra ở thời điểm nào, lúc đó người ta đang làm gì. Đó thì là một câu chuyện khác. Nghe cô chú anh chị. Đó, chứ không phải là mình lấy cái dòng trạng thái năm xưa năm sửa gì đó mình nói trong cái thời gian này thì nó không đâu có đúng đâu cô chú anh chị. Thật sự những người nào ủng hộ chị Loan á, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta nhận thấy một điều rằng là chị Loan chưa có làm gì mà gọi là cho chúng ta phải buồn, cho chúng ta phải suy nghĩ là nên có ủng hộ nữa hay không. Không có nha cô chú anh chị, đến thời điểm hiện tại vẫn không có. Đúng không? Những gì chị Loan làm được cô chú anh chị ở đây ủng hộ rất là nhiều. Đó, bằng chứng là cái đêm diễn ngày hôm qua tại Tây Ninh. Đó, một cái sân khấu khá là lớn và đã chật kín người. Ha, đã chật kín người ở đó luôn. Chờ chị Loan đến để gọi là ngồi tận tới 11 giờ mấy. 11 giờ mấy đêm để nghe được cái giọng hát của chị Loan, đúng không? Tới mà bầu show cũng không cho chị Loan ra trước mà, đúng không? Để chị Loan ra sau nó hát sau nha. Thường thường những cái người mà gọi là phụ á thì thường ra hát trước. Đó, nhưng mà chị Loan ở đây thì vẫn hát sau à. Đó, khán giả vẫn ngồi đến khuya đến nửa đêm để đợi để nghe để thấy, đúng không? Để được tặng quà cho chị Loan thôi. Một cái tình cảm của cô chú anh chị dành cho chị Loan rất là lớn, phải nói là như thế. Không có nghệ sĩ nào mà hiện tại mà làm được cái điều đó cả. Đó, bây giờ về sao làm? Cô chú anh chị bây giờ đâu có được ai ủng hộ đâu. Bây giờ chị hát rồi khán giả lên tặng gạo nè, thằng muối nè, nước mắm, bột ngọt, xà bông, giặt đồ rồi đó. Mẹ con về có cái ăn qua ngày chứ. Đúng không? Đó gì đó. Nên là cái hình ảnh của chị Loan bây giờ đang rất là đẹp, đúng không? Dù cho thằng thám tử và đồng bọn bộ ba Tam Sơn cố gắng gọi là vu khống xuyên tạc cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được cái điều đó của chú anh chị à. Không thay đổi, không lay động được những cái người mà chân chính, những cái người mà yêu sự thật chứ không phải là yêu tiền, giống như bộ ba Tam Sơn nha. Đó, yêu tiền, bộ ba Tam Sơn là nó yêu tiền. Giờ khi mà không gọi là luật sư của tụi nó không cho vào, không được cho vào thì tụi nó bắt đầu quay xe quay lưng. Đó, quay lại nói người ta này nói nọ. Đó, bằng chứng quá rõ ràng của chú anh chị. Vì tiền, vì không được đặt những cái giỏ hàng của mình vào cái shop của chị Loan, vì không cho chị Loan không có nhận hàng nữa, không có gọi là chịu lấy cái hàng đó để làm nữa, để bán nữa. Bởi vì chị Loan nhận thấy là cái giá đó nó hơi mắc, bán mắc quá, khán giả người ta không mua. Không, cô chú anh chị ủng hộ thì ủng hộ, nhưng mà bán mắc quá thì ai mà mua, cái giá cao quá bán sao mà người ta mua được. Đó, nên là chị Loan không muốn bán nữa cô chú anh chị. Nên là chị Loan bán gọi là cho hết cái sản phẩm đó đi, để lâu thì nó ăn không ngon. Đó, bán chịu lỗ luôn. Vậy mà lên đó người ta bán phá giá, có ai mà đi ngu dại mà mua cái sản phẩm 10.000 về bán 9.000 cho mình lỗ 1.000 chứ không? Đâu có ai rảnh. Không có ai rảnh tới mức độ đó. Chị Loan còn phải lo gia đình, lo kinh tế chứ không phải là chị Loan là giàu. Đó, nhưng mà từ từ sẽ giàu thôi. Bởi vì con đường sự nghiệp người ta là chân chính, người ta bán hàng chân chính. Đó, bán hàng ký lời có 100.000 vậy, thám tử nó bán ký lời mấy trăm. À, lộ ra thêm cái vấn đề đó nữa. Đó, sao không nói thám tử nó bán hàng trên trời đó, sao không nói nó. Đó, mà phải đi nói chị Loan một người bán lỗ cái sản phẩm đó luôn. Nhưng mà cái giá gốc thì đã lấy, đã trả cho cái bà chủ bán tôm rồi. Đó, bữa nay đố cha ông cựu chiến binh lên tiếng đi. Ông lên tiếng đi. Tôi quả cho ông thử ông biết không chứ. Đó mà ông lên tiếng. Hả, cựu chiến binh, cựu chiến khí gì hả? Xúc phạm những người cựu chiến binh. Đó, ông làm mất đi cái hình ảnh đẹp của những người mà yêu quý những cái cựu chiến binh ngày xưa có công với cách mạng. Đó, chính thằng thám tử Cao đã làm xấu đi cái hình ảnh đó. Nghe cô chú anh chị, chính nó chứ không có ai chứ, chính nó đó. Đó, ngày hôm nay thì thật sự là mình sẽ bắt đầu yêu cầu cái bộ ba Tam Sơn này cũng như là Misun, những người mà lên tiếng nói chị Loan của ơn phải trả lại cái tiền YouTube kiếm được trong đợt drama của chú Vũ Linh nha. Tụi mày có lòng tự trọng thì trả, còn không có lòng tự trọng thì cứ lấy tiền đó mà xài, mà ăn mà giọng đi nha. Cứ lấy đó mà ăn mà giọng đó, đừng già, đừng có chửi người ta vô ơn là được, đúng không? Người ta vô ơn cái gì? Người ta tạo cho tụi bay kiếm biết bao nhiêu tiền mà vô ơn. Đúng ra những cái thành phần này là phải mang ơn chị Loan, đã tạo ra cho nó có chén cơm, tạo ra cho nó có công việc để nó làm, chứ không phải là chị Loan là phải người mang ơn tụi này. Nhưng mà tụi này nó là cái thể loại gì đâu á đó, nên nó mới gọi là trách người ta vô ơn đó cô chú anh chị. Đó, ai đồng ý với em không? Đó, mọi người đồng ý thì nhớ bấm like, chia sẻ video này cũng như là đăng ký kênh
để ủng hộ kênh nha của chú anh chị đó. Thì một lần nữa thì cũng chúc mọi người có một mùa lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thật vui vẻ gia đình và người thân của mình. Và bây giờ thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong video mới tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.